Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với bếp nhà Savory Days. Đây là video thứ hai trong series Back to Basics, là chuỗi video chuyên về các kỹ năng và dòng bánh cơ bản với cách làm đơn giản và chi phí dành cho dụng cụ và nguyên liệu là thấp nhất. Và trong video này thì mình muốn giới thiệu với các bạn một trong những công thức được yêu thích nhất tại website Savory Days, và đó chính là món ăn nổi tiếng đến từ đất nước Ý, tiramisu. Với công thức này thì chúng ta không cần dùng đến lò nướng, máy đánh trứng hay thậm chí cả cân và khuôn bánh. Ngoài ra thì công thức cũng sử dụng những nguyên liệu và dụng cụ dễ mua, và hầu như toàn bộ tất cả các nguyên liệu sẽ được sử dụng hết, đặc biệt với hai nguyên liệu đắt tiền nhất là cream cheese và kem tươi. Và ở trên màn hình là các nguyên liệu cần thiết để làm món ăn này. Ở đây mình có một ghi chú nhỏ là mặc dù món tiramisu thì cần mascarpone, nhưng mascarpone ở Việt Nam thì không phải là một nguyên liệu dễ kiếm và nó cũng khá đắt tiền nữa, nên mình sử dụng kem pho mát cream cheese để thay thế. Và đây cũng chính là lý do mà mình đặt tên món ăn này là tiramisu cheesecake. Nếu như các bạn muốn làm tiramisu truyền thống thì có thể dùng mascarpone thay cho cream cheese với lượng tương đương như ở trong công thức nhé. Và đây là các dụng cụ cơ bản để làm món ăn này. Chúng ta sẽ cần một chiếc âu đánh, một cái phới lò xo, dây và một bộ thìa đong theo đơn vị teaspoon và tablespoon. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc chuẩn bị phần kem trứng cho kem tiramisu. Chúng ta sẽ cần 2 lòng đỏ trứng gà cùng với 30g đường. Và chúng ta sẽ đánh trứng với đường tới khi trứng gà bông khá mịn, đồng thời chuyển sang màu vàng nhạt như ở trong hình. Tiếp theo chúng ta sẽ cho vào âu 60ml kem tươi cùng với 30ml sữa tươi không đường, rồi quấy thật đều tới khi tất cả các nguyên liệu hòa quyện. Và để tăng thêm hương vị thơm ngon cho phần kem này thì chúng ta có thể dùng thêm khoảng 10g bột sữa béo. Bột sữa béo này thì các bạn có thể mua ở các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh vì giá thành của nó sẽ rẻ hơn so với cả bột sữa dùng cho em bé. Chúng ta lọc hỗn hợp vừa trộn qua dây để cho hỗn hợp vào nồi, và bước tiếp theo là chúng ta sẽ nấu hỗn hợp này ở lửa vừa. Chúng ta lưu ý là không nấu ở nhiệt độ quá cao, và trong quá trình nấu thì cần quấy đều và liên tục để tránh cho protein ở trong trứng hay sữa bị chín do nhiệt nấu quá cao, và việc này thì có thể sẽ làm cho hỗn hợp bị lẫn cợn. Khi mà phần kem trứng của chúng ta chuyển sang dạng hơi sệt và sánh hơn trong hình thì chúng ta sẽ bóc nồi khỏi bếp. Và nếu hỗn hợp kem trứng này được nấu đạt thì khi chúng ta nhấc thìa lên sẽ thấy là kem trứng bám lại trên thìa tạo thành một lớp mỏng. Và khi chúng ta quẹt thử một đường ở trên lớp kem trứng này thì sẽ thấy là có đường rãnh tạo ra rất rõ ràng, và kem trứng ở hai bên sẽ không chảy và hòa quyện vào nhau. Chúng ta lọc lại phần kem trứng vừa đun qua dây rồi để cho kem nguội về nhiệt độ phòng. Trong khi đợi phần kem trứng nguội thì chúng ta sẽ chuẩn bị hỗn hợp rượu cà phê để nhúng bánh. Trước hết chúng ta sẽ hòa tan 2 gói cà phê cùng với 80ml nước nóng và quấy thật đều tới khi cà phê tan hết. Sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm vào phần nước cà phê này khoảng từ 3-5g đường để làm cho hỗn hợp bớt đắng, đồng thời thêm 10ml rượu. Nếu như làm cho các em bé thì các bạn có thể bỏ qua phần rượu này hoặc là sử dụng loại chiết xuất giả mùi rượu chứ không có cồn ở bên trong. Và như vậy là chúng ta đã có phần rượu cà phê để nhúng bánh rồi. Chúng ta sẽ giữ cho phần nước này được ấm một chút, thì như vậy khi nhúng bánh sẽ nhanh hơn. Khi phần kem trứng của chúng ta đã nguội hoàn toàn giống như ở trong video, các bạn thấy là kem hơi đặc hơn một chút, thì lúc này chúng ta sẽ có thể hoàn thiện phần kem tiramisu. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy toàn bộ 200g kem phô mát để dùng. Các bạn lưu ý là phần kem phô mát này chúng ta đã để ở ngoài nhiệt độ phòng để kem hoàn toàn hết lạnh và kem hơi mềm một chút. Chúng ta sẽ cắt phần kem phô mát thành nhiều miếng nhỏ và cho vào âu. Sau đó thì ta sẽ dùng thìa hoặc là một vật cứng tương tự để đánh cho phần kem phô mát này nhuyễn mịn, rồi mới từ từ cho từng thìa kem trứng vào và trộn đều. Nếu như có máy đánh trứng thì các bạn có thể sử dụng máy, tuy nhiên lưu ý là chúng ta nên trộn ở tốc độ thấp nhất để tránh cho kem bị tách nước. Và ở bước này thì có một điều rất quan trọng là chúng ta phải trộn kem trứng vào với lượng vừa phải, và chúng ta phải trộn đều để kem trứng hòa quyện với kem phô mát hết rồi mới cho thêm phần kem trứng tiếp theo. Nếu như chúng ta đổ tất cả kem trứng vào trộn cùng với kem phô mát một lúc thì phần kem phô mát sẽ rất khó tan và khó hòa quyện, và hậu quả là có thể chúng ta sẽ có một hỗn hợp rất là lồn nhồn với nhiều cục kem cream cheese bị vón. Nếu như các bạn sử dụng mascarpone thì cách làm cũng giống hệt như thế này, chúng ta chỉ thay cream cheese bằng mascarpone với lượng tương tự thôi. Sau khi đã trộn hết kem trứng với phần cream cheese thì nếu muốn chúng ta có thể thêm cả một ít rum vào để cho kem có thêm vị nồng nàn của rượu, tuy nhiên bước này hoàn toàn là không bắt buộc. Khi phần kem tiramisu đã được chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ hoàn thiện món bánh tiramisu như sau. Chúng ta cần chuẩn bị khoảng 16-20 chiếc bánh quy samba hay là bánh ladyfinger.
Và hỗn hợp rượu cà phê vừa chuẩn bị lúc nãy cùng với cả một hộp nhựa hay thủy tinh với dung tích khoảng tầm 600 đến 650 ml để đựng bánh. Trước hết chúng ta sẽ lấy từng chiếc bánh quy và nhúng nhanh vào hỗn hợp rượu cà phê chuẩn bị trước. Chúng ta lưu ý là chỉ nhúng bánh rất nhanh, không để cho bánh ở trong hỗn hợp rượu cà phê quá lâu bởi vì như vậy có thể sẽ làm cho bánh bị quá ướt và bị nhũn. Chúng ta xếp bánh lần lượt vào khuôn cho tới khi đầy kín một lớp ở dưới đáy khuôn thì ta sẽ đổ một nửa phần kem tiramisu vào. Và sau khi đã có một lớp tiramisu vào trong hộp thì chúng ta sẽ lặp lại hai bước là nhúng bánh vào hỗn hợp rượu cà phê, xếp bánh vào khuôn, sau đó thì đổ phần còn lại của kem tiramisu lên. Như vậy là phần kem tiramisu của chúng ta đã xong rồi. Chúng ta sẽ giữ hộp bánh này ở trong ngăn mát của tủ lạnh trong khi chuẩn bị nốt phần kem tươi cuối cùng để phủ lên mặt bánh nhé. Với phần kem tươi còn lại ở trong hộp gồm 140 ml thì chúng ta sẽ dùng để làm kem trang trí ở trên mặt của món tiramisu như sau. Chúng ta cho toàn bộ phần kem này vào âu cùng với khoảng 15-20 g đường tùy theo mức độ ngọt mà bạn muốn. Và chúng ta sẽ đánh tới khi kem bông cứng lên giống như là kem để trang trí cho bánh gato vậy. Để có thể đánh kem tươi bằng tay nhanh và không mất nhiều sức thì có một số điểm mà chúng ta cần lưu ý như sau. Điều đầu tiên là trước khi đánh chúng ta nên để âu đánh và quay đánh vào ngăn đá của tủ lạnh tối thiểu 15 phút. Còn kem tươi thì chúng ta sẽ giữ ở trong ngăn mát tủ lạnh tới khi dùng. Lưu ý là kem tươi chúng ta không được để đông đá bởi vì sau khi giã đông thì kem sẽ không thể đánh bông được nữa. Lưu ý thứ hai là chúng ta chọn loại phới lò xo như trong hình. Bởi vì cấu tạo xoắn ốc của loại phới này giúp tạo bọt và giúp cho kem bông nhanh hơn so với các phới lông thông thường. Thứ ba là chúng ta sẽ di chuyển phới theo hướng chạy ngang từ trái qua phải rồi ngược lại và đặt phới nghiêng khoảng tầm 45 độ so với âu thay vì giữ phới thẳng đứng và đánh theo hình vòng tròn. Kỹ thuật đánh này thì hoàn toàn giống với cả kỹ thuật đánh bông trứng bằng tay mà mình đã giới thiệu ở trong video đầu tiên của series Back to Basic. Nếu muốn có lời giải thích cụ thể thì các bạn có thể xem lại video đó nhé. Và điều cuối cùng là chúng ta cần phải dùng kem tươi có hàm lượng béo tối thiểu là 30%. Nếu như hàm lượng béo ít hơn 30% thì kem sẽ không thể bông được, còn hàm lượng béo càng cao thì kem sẽ bông càng nhanh. Lý tưởng nhất là chúng ta dùng kem có hàm lượng béo nằm trong khoảng từ 35 đến 38%. Nếu như đảm bảo tất cả các điều kiện trên thì sau khoảng từ 4 phút đến 4 phút rưỡi là chúng ta đã có kem tươi đánh bông cứng, có thể úp ngực âu mà kem không rơi như ở trong hình. Chúng ta sẽ cho kem này vào túi bắt kem và trang trí nốt phần mặt của món bánh tiramisu của chúng ta nhé. Và như vậy là món bánh tiramisu của chúng ta đã hoàn thành rồi. Món tiramisu này có thể được bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh và nó sẽ ngon nhất sau khi để lạnh khoảng tầm 6 đến 8 tiếng bởi vì khi đó thì các phần bánh đã hoàn toàn mềm nhờ hút hơi ẩm từ phần kem. Nếu như chúng ta dùng sau khoảng 2 đến 3 tiếng thì e là các phần bánh này sẽ vẫn còn hơi dai một chút. Món tiramisu này có thể giữ ở trong ngăn mát tủ lạnh tối đa là 4 ngày. Tuy nhiên tốt nhất là chúng ta nên sử dụng bánh trong khoảng 2 ngày tính từ lúc bắt đầu làm bánh. Và trước khi ăn thì đừng quên một phần rất quan trọng, đó là rắc bột cacao lên trên mặt bánh để hoàn thiện nhé. Tiramisu ngon là khi chúng ta có sự cân bằng giữa lớp bánh xốp mềm và tan ở trong miệng với phần kem ngậy béo, thơm vị cà phê và nồng nàn vị rượu. Về dùng cream cheese thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hương vị thơm ngon của bánh. Chỉ có một lưu ý nhỏ là cream cheese vốn sẵn có vị chua và hơi mặn một chút, nên là món tiramisu của chúng ta cũng sẽ có một ít vị chua mặn này. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một món bánh tiramisu cực kỳ chất lượng để dành cho gia đình rồi. Chúc các bạn thành công với công thức này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Series Days.